Đây là con xe gầm cao số tự động nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn đấy ạ. Các bác nhìn xem, form dáng rất đẹp luôn. Form dáng cực kỳ đẹp. Con xe này mang tên là Tuấn ở trên Trương Mỹ, Hà Nội các bác nhá. Đấy, em mua của anh tên là Nguyễn Ngọc Tuấn các bác nhá. Nguyễn Ngọc Tuấn. Đây, các bác nhìn xem form dáng của xe các bác nhìn này. Nhìn như kiểu là xe đời cao nhiều tiền luôn đúng không ạ? Thế nhưng mà chiếc xe này đấy ạ, các bác bỏ tiền ra mua thì cũng chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning thôi là mình đã có thể mua được chiếc xe này rồi các bác nhá. Đấy, với nước sơn màu trắng rất là sáng bóng, sáng đẹp đây đúng không ạ? La dạng đúc này, phanh đĩa, phanh ABS này, có sinh nhan trên gương này, các bác nhìn xem là có sinh nhan trên gương đúng không ạ? Dạng nét các bác nhá, rồi có nút bấm một chạm nằm bên ngoài, rồi có đăng kiểm dài các bác nhá. Và nội thất bên trong đây cực kỳ là sang trọng và nhiều tính năng. Đấy, form dáng của xe đẹp từ phần bên ngoài cho đến nội thất bên trong, các bác nhìn xem này. Phần tắp lô của xe các bác nhìn này, đẹp chưa ạ? Thiết kế như là xe đời cao đúng không ạ? Và đây nhá, các bác nhìn xem là có điều hòa auto tự động này. Đây, nút bấm start stop của xe đây. Đấy, nút bấm của xe vẫn còn đẹp đúng không ạ? Đấy, chìa khóa thông minh, smart key, đè nổ start stop các bác nhá. Đấy, rồi đây là điều hòa đây, khi mà em đã bật chìa khóa lên thì nó sẽ sáng như thế này nhá. Và đây bây giờ tắt đi này. Đấy, bật đây. Đấy, rồi tắt đây các bác nhá. Rồi đấy, điều hòa đấy của người ta gọi là điều hòa auto. Và có cái màn hình giải trí cỡ lớn Android loại xịn đấy các bác này. Đấy, loại xịn nha, âm thanh nghe cực kỳ là đỉnh luôn. Anh chủ trước cũng mới độ thêm dàn âm thanh nữa thôi. Với lại đầu tư khá là nhiều đồ vào chiếc xe này rồi các bác nhá, lên đến cả mấy chục triệu đồng. Và đây các bác nhìn xem là có cả cam hành trình. Đây là gương chống chói kết hợp có cả cam lùi. Ở chỗ này có cam lùi và ở đây cũng có cam lùi các bác nhá. Đây, khi vào đấy thì các bác thấy là nó sẽ được hiển thị ở chỗ này có cam lùi này. Và đây có cam lùi này. Đấy đúng không ạ? Đấy, các bác thấy. Rồi em về vị trí mô nhá. Và đây có cổng điện ra này, rồi cổng điện nghe nhạc này đúng không ạ? Và đây có tích hợp phím điều khiển này. Rồi có là túi khí an toàn này. Vô lăng của xe là vô lăng 4 chấu. Và túi khí của xe thì được làm xung quanh xe các bác nhá. Xung quanh xe luôn. Bộ ghế da loại tốt, loại xịn. Và các bác nhìn xem vẫn còn cực kỳ ok này. Ghế da màu cam. Đấy, loại xịn loại tốt còn cực kỳ ok luôn. Các bác nhìn xem là không bị kém xấu gì đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem này, không kém xấu nhá. Tần số của xe là tần số rích rắc. Đấy, và chỗ này được thiết kế có cái vị trí để lắm bám. Khi mình ngồi mình cảm giác là sẽ chắc hơn đúng không ạ? Và đây là cốp đồ đây. Đấy, và có cửa sổ trời các bác nhá. Có cửa sổ trời luôn này. Đấy, và đây là đèn và công tắc bấm cửa sổ trời. Một mẫu xe gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhá, mang tên là Hyundai Tucson. Các bác nhìn xem form dáng đẹp chưa? Hyundai Tucson. Đấy, và được sản xuất năm 2011. Khi lăn bánh là năm 2012 các bác nhá, 2012 mới lăn bánh luôn. Và đây là phía sau của xe đây các bác nhìn này. Đấy, trang bị có gì ạ? Là các bác thấy là có cảm biến này. Đấy, một dàn cảm biến luôn. Và có một đôi camera lùi này, 1 này, 2 này đúng không ạ? Và biển số của xe là biển số Hà Nội các bác nhá. Biển số Hà Nội luôn luôn nó sẽ có giá trị hơn so với lại một số những cái mẫu xe và biển số tỉnh các bác nhá, biển số tỉnh. Đấy, và cùng phân khúc thì em có con này nữa này, và con này và một số con nữa đang ở kia. Rất nhiều xe cho mình lựa chọn luôn. Và ở khu vực bãi ở trong siêu thị đấy ạ. Và cửa chật quá rồi cho nên em phải đưa ra ngoài này em quay đây các bác này. Đấy, các bác nhìn xem. Đây, hiện tại em đang quay giới thiệu chi tiết cho các bác xem với chiếc xe Hyundai Tucson 2011-12 đây. Bác nào quan tâm xem kỹ, xem hết, xem nhanh và alo nhanh các bác nhá, để được tốt giá tốt cho con xe này. Giá làm sao yêu nhất cho các bác mua luôn. Đấy, để cho các bác mua không bị đắt, không bị cao. Đấy, và xe bên em bán ra đấy ạ, sẽ được cam kết. Đấy, các bác sẽ được bên em cam kết là xe không có lỗi tai nạn, đâm đụng và ngập nước thủy kích. Giấy tờ pháp lý thứ là chuẩn chỉ các bác nhá, sang tên nhanh gọn đầy đủ. Bên em có ship xe đến tận nhà cho các bác kiểm tra thoải mái. Các bác cứ cho thợ, cho thuyền, cho người biết về xe đến kiểm tra thoải mái trước khi mình xuống tiền mình mua các bác nhá. Không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích gì hết, giấy tờ chuẩn chỉ các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem là đây là phần đầu của chiếc xe. Đấy, dòng Hyundai Tucson tuy rằng là đời không cao nhưng mà thiết kế phải nói là quả form quá đẹp luôn đúng không ạ? Và dòng Hyundai thì các bác biết là một trong những cái dòng mà người ta được mệnh danh là lồi đồng cối đá, đi chắc chắn, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Máy 2.0 thì chiếc xe này nó lao động tầm khoảng là loanh quanh 10 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, và phía đầu thì có gì ạ? Các bác thấy là cũng có cảm biến trước luôn. Đấy, con này được cảm biến là quanh xe trước sau. Đấy, logo đây có mặt nạ ga lăng được ốp lốc này. Và nước sơn của xe thì rất là sáng bóng. Lốp của xe này còn dày nữa cơ bác này. Đấy, lốp của xe rất là dày luôn. la răng đúc nhiều chấu các bác nhá. Đấy, bên đây là cũng có sinh nhan gương này, rồi có nút bấm một chạm nằm bên ngoài này, chỗ này được ốp lốc này. Đẹp cả xe luôn các bác nhá, đẹp cả xe luôn. Và đây là có gì ạ? Có gương kính điều chỉnh điện và có cục gương tự động được ấn mở ở đây. Đấy. Và chiếc xe này được thiết kế có cầu sau cầu trước các bác nhá. Đấy, và ghế của xe tất nhiên là ghế điện rồi, ghế điện có nhà vô lăng gật gù. Đấy. Nội thất của xe được thiết kế là hai màu. Và chỗ này là có gì ạ? Đây là các bác nhìn nhá, là nó sẽ là cái cảm biến báo đấy ạ, báo cảm biến nhá. 5 chỗ gầm cao, cốp sau to rộng, thoải mái cho mình đựng đồ. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác ngắm về mẫu xe Hyundai Tucson này bên em. Các bác nhanh tay gọi điện cho bên em theo 3 số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 các bác nhá, và 0335 83 8359. 3 số này là bên em dùng cả Zalo luôn, các bác hãy kết nối để được xem thêm, biết thêm, để được tư vấn kỹ hơn về xe, như là chốt xe các bác nhá. Sẽ có giá yêu, sẽ có giá thật tốt cho mình để mình mua các bác nhá. Đấy, giá đưa ra vẫn còn tương đương, em sẽ nói giá ở phần cuối video và cũng có thể là ghi ở tiêu đề các bác nhá. Các bác mình cứ nhìn thấy cho em. Đây là các bác nhìn xem là cái phần táp ni cánh cửa này, 4 táp ni cánh cửa của xe còn ok hết nhá. Đấy, còn ok hết. Đấy, keo chỉ của xe đây các bác nhìn là vẫn còn này. Đấy. Vị trí này cũng đã được dán vân gỗ để tránh sự xước sát các bác nhá, tránh bị xước. Và bộ ghế của xe đây các bác nhìn này, cả bộ còn đẹp luôn, đẹp cả bộ luôn nhá. Sàn 5D các bác nhìn này, sàn 5D. Dưới của xe là nỉ được lót da và ở trên là có cả lót 5D nữa rồi. Đấy, trần của xe cũng đã lên trần 5D rồi này, sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn rất nhiều đúng không ạ? Cửa đóng chắc lịch, thân vỏ dày. Đấy, đóng êm khít nhẹ. Các bác thấy là em đóng rất là khít và nhẹ đúng không ạ? Tôn vỏ có những dòng xe nhập này đấy ạ, thì nó luôn luôn sẽ là cứng chắc bền bỉ các bác nhá, cứng chắc bền bỉ và rất là dày. Đấy, khó để mục mọt. Và bây giờ thì quay các bác xem một cái cánh nữa. Tất nhiên từng vị trí, từng góc cạnh của chiếc xe thì đều được em quay kỹ cho các bác mình cùng ngắm. Các bác gần xa, mọi miền tổ quốc đang quan tâm xem kỹ cho em nhá, xem kỹ vào. Đấy, Việt Nam em cũng chuyển vào cho luôn. Đấy, chỗ này là bằng chất liệu da nhá, chất liệu da xịn đấy ạ, và nó còn đẹp. Các bác nhìn xem còn đẹp đúng không ạ? Đấy, gương cụp điện đây, chỉnh mặt gương đây, chốt cửa đây, 4 kính điện đây các bác nhá. Đồ nhựa của xe này các bác nhìn này, đồ nhựa ở đây này. Đấy, đồ nhựa ở đây này. Nhiều con đồ nhựa không được đẹp như này đâu các bác nhá. Nhiều con đồ nhựa của xe nó kém rồi. Con này của em đồ nhựa vẫn còn ok. Đấy, vách cửa đẹp nhá, vách cửa đẹp. Đấy, tem mác thông tin thứ của xe đây vẫn còn này. Đấy, đính dán cột kèo còn zin nguyên bản nhá, còn zin nguyên bản luôn. Đấy, bộ ghế đẹp cả bộ luôn, trên dưới trước sau đây các bác nhìn xem là đẹp cả bộ đúng không ạ? Đấy, tăng giảm đèn đây, và khi mình vào hay là mình không vào đây, cầu đấy. Và đây là bật đồng hồ của chiếc xe nha các bác. Đấy, để tắp lô đây nhá. Đấy, cửa gió này để thổi sấy kính nhá. Đấy, màn hình loại xịn, âm thanh nghe hay lắm. Các bác đến xem xe mình cứ bật âm thanh lên mà nghe. Đấy, cảm nhận về chất lượng âm thanh của xe các bác nhá. Cảm nhận về tất tần tật từng thứ, chi tiết một của chiếc xe nữa. Đây các bác nhìn xem. Đấy, form đẹp và tôn vỏ đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn xem là tôn vỏ này, form này. Bên em thời gian vừa qua là bán dòng xe này rất là nhiều, bán rất là chạy luôn. Bởi vì dòng này nó lành mà dáng nó đẹp, nhưng mà nó lại bền nữa. Đấy, giá thì cũng tương đối là hợp lý đúng không ạ? So với lúc mới thì chiếc xe này bây giờ rẻ hơn lúc mới rất là nhiều, chỉ còn bằng 1/3 thôi các bác nhá. Trước lúc mới nó là hơn 1 tỷ đồng cơ, bây giờ thì chỉ còn từng đấy thôi. Đây, phần đèn này ở đây các bác nhá, các bác cùng xem. Kính của xe bọc dán xung quanh rồi, có giá lóc có thứ đầy đủ. Đấy, và một số vị trí của xe là cũng được ốp lốc đây, xung quanh viền cửa của xe là ốp lốc rồi nhá. Lốp dày là các bác đã được tiết kiệm một khoản tiền lớn rồi đúng không ạ? Lốp mòn mà về đi vài hôm phải thay thì mình không biết tốn tiền đúng không ạ? Con này của em là các bác đã tiết kiệm được một khoản tiền mua lốp rồi. Đấy, đây cái phần sơn si phần đầu của xe đây có nhá, từ đèn gầm đèn pha của xe còn ok. Đấy, máy số đại chất rồi, máy số tất nhiên là trước khi lấy về bên em đều kiểm tra. Các bác cứ xem cho em hình thức về chất lượng thôi, hình thức và cái độ đẹp độ xấu của xe như nào thôi, nhưng mà thì về chất lượng, về những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em sẽ đảm bảo và bảo hành cam kết cho các bác luôn nhá. Đây, đèn trước đèn sau thì các bác nhìn xem này, cực kỳ ok nhá. Nước sơn bóng này, nước sơn bóng vượt cả con luôn. Đấy, na răng cũng đẹp. Đấy, cánh cửa nữa đây. Sẽ là đầy đủ cho các bác ngắm. Bên em làm sao sẽ chọn lựa những con xe ok nhất để phụ các bác nhá. Đây ạ. Gioăng cửa, gioăng khung có thứ độ còn đẹp này, nó không bị làm sao cả này, bị rách này các bác này. Đấy đúng không ạ? Vách cửa đây. Đấy, cột kèo, lịch tán cột xe là còn nguyên bản, nguyên zin cả các bác nhá. Thì em sẽ mở cả cốp ra cho bác xem sau. Đấy, chỗ này có cái chỗ để mình để đồ này. Đóng cửa cho bác nghe này. Đấy, chắc lịch nhá. Tay lắm ốp lốc, chỗ này ốp lốc này, kính của xe dán rồi này. Ở trên đây cũng vậy này. Đấy, rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục các bác gần xa mọi miền Tổ quốc cùng đón xem đi. Đấy, bên em sẽ quay cho các bác trong vòng tầm khoảng mấy phút nữa thôi là sẽ xong con xe này. Đây ạ. Đấy, nó không bị xấu kém ở vị trí nào cả đúng không ạ? Xe gọn gàng, sạch sẽ từ trong cho ra ngoài. Chất lượng của xe thì không có cái gì là kém cả các bác nhá. Đấy, sàn đây rất là căng đúng không ạ? Chỗ này có một cốp đồ các bác nhá. Để em quay kỹ cái phần tắp lô cho bác xem này. Tắp lô do là không động chạm đến khu vực này cho nên là phần tắp lô xe nó không có dấu hiệu gì là kém cả đúng không ạ? Đồ nhựa của xe vẫn còn đẹp đây. Cái cửa gió đây các bác này. Đây cửa gió đây này. Đấy, cửa gió đây nhá. Đăng kiểm năm 23 luôn. Đăng kiểm đến tận tháng 1 năm 23 luôn nhá, mới đăng kiểm xong. Vâng, vậy là em đã quay xong cái phần nội thất bên trong. Em mời các bác xem nốt phần bên ngoài xong đến gầm máy. Các bác nhìn xem. Đấy, sơn xi bóng đẹp nhá. Gầm máy của xe thì đã chất rồi. Đấy, vỏ đẹp, không mục mọt, không đâm đụng tai nạn gì hết. Form dáng của xe có tới là những cái đường gân, đường chỉ, đường mép, đường khe của nó rất là khít đều đúng không ạ? Đấy, và những cái body của xe các bác nhìn kìa. Những cái body, những cái gân nổi lên đấy ạ. Thứ nhất là đẹp và thứ hai nó không bị lệch đúng không ạ? Form dáng Tucson là từ trước bây giờ em rất là thích, rất là kết về cái phần form dáng của dòng xe này luôn. Không biết các bác thì mình có ai chê đâu không, nhưng mà cá nhân với em là em rất là thích nó nhá. Form dáng của nó là quá đẹp. Đấy, sơn xi bóng đẹp sạch sẽ đây, rất là mượt mà. Gầm bệ sắc lét. Đây nha các bác, gầm đây này. Hơi bẩn tí thôi đúng không ạ? Em mở cả cốp ra có ngắm luôn, tiện em mở luôn nhá. Cái nồi chốt ở trên kia rồi, thì em sẽ ấn mở sau đi. Thôi rồi, cái này không quan trọng đúng không ạ? Em ấn chốt ở trên kia, chạy đi chạy lại nó hơi nòng vòng cho nên là em đứng em quay đằng sau luôn. Thì em sẽ quay trong vào cho bác xem sau nhá. Đây, các bác nhìn xem này. Đấy, long lanh đúng không ạ? Long lanh luôn. Bác nào có nhu cầu đổi xe các bác đến trực tiếp bên em nhá, hoặc là bên em đến trực tiếp bên bác cũng được. Đấy. Đổi xe và có nhu cầu bán xe thì bên em đều đổi và thu mua lại hết cho toàn thể các bác luôn. Đấy. Chung là cốp sau to rộng để đồ thoải mái. Bên em có thu mua lại xe nhá, có thu mua lại xe của tất cả các bác. Khi các bác mình không đi đến nữa, không có nhu cầu dùng nữa hay đổi xe. Đấy, đổi xe mới thì các bác bán lại cho em, bởi vì các bác đổi xe cũ thì các bác cứ đến trực tiếp Toyota Hải Dương nhá. Em có nhiều xe cho toàn thể các bác lựa chọn luôn. Đấy, đủ với mức giá. Đấy, chỗ ô tô kia. Đấy, chữ chỗ ô tô kia là chỗ của em đấy nhá. Dạ vâng, bây giờ thì em mời các bác xem gầm máy này. Các bác gọi điện sớm nhá. Số điện thoại em đọc rồi đấy. Các bác lưu số vào, khi nào mà có nhu cầu thì các bác điện cho em. Đây nhá, các bác xem cái gầm nhá. Ok chưa ạ? Và đây là động cơ máy móc này. Dòng này đồ đạc phụ tùng nhiều, sẵn rẻ, sửa chữa nó cũng dễ. Đấy là em đang nói xa xa một chút thôi, chứ còn thì ở cái dòng xe này các bác về mình đi cứ yên tâm luôn, về không phải sửa sang. Máy bên em vệ sinh rồi, máy số chất, máy củ số tân di các bác nhá. Dạ vâng, máy số bên em kiểm tra rồi, có yên tâm chưa? Đấy, các bác nhanh tay gọi điện để chốt mức tiền đẹp nhất cho con xe này các bác nhá. Thường thường dòng này bên em vẫn bán tầm khoảng 4 từ 4 rưỡi đây các bác nhá. Thường thường vẫn bán tầm khoảng 4 từ 4 rưỡi. Đấy, còn bác nào mà muốn có một cái mức giá ok nhất, một mức giá đẹp hơn thì mời các bác nhấc máy gọi điện cho bên em theo mấy số điện thoại thường thường anh em vẫn đọc đấy. Đấy, em đọc rồi đúng không ạ? Thắc mắc gì các bác cứ nhấc máy alo nhá, đừng ngại các bác nhá. Về sang tên đổi biển này, công chứng ủy quyền, giữ hồ sơ là bên em sẽ hỗ trợ cho các bác. Đấy, và về vấn đề ship xe, chuyển xe, đấy, bên em cũng sẽ hỗ trợ chuyển đến tận nhà các bác luôn. Các bác chỉ cần alo thôi thì bên em sẽ sắp xếp và cho đi luôn các bác nhá. Ở xa thì đợi một chút, còn ở gần thì có thể trong ngày là các bác đã nhận xe rồi. Dạ vâng, video này em đã quay xong. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm ạ.